cũng đã đến lúc thoát khỏi vài người yêu. Nếu từ lâu làm thế có phải dễ chịu? Em của trước đây rất yêu thương anh, đâu nào ngờ một ngày em đổi thay. Thế mới bao chỉ thương em của trước đây. Phải chăng những rung động sao xuyến này rằng lúc anh không xuất hiện, em cứ trôi rằng trong lòng em vẫn còn anh. Nhưng anh lại chắc chắn là giờ trong mắt em chẳng còn anh nữa rồi. Thay vào đó là ai lúc tối cạnh em tỏ vẻ rất vui, làm điều đêm tối anh đoán vậy thôi. Vậy em ơi, anh là gì hay chẳng là gì? Nói ra lại ướt mi. Em bảo là chỉ suy đoán, nhưng anh đã thấy thật tâm lòng này chỉ muốn đôi ta dừng đây. Hãy subscribe.